đằng sau những nụ cười chiến thắng, đằng sau những giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc, phía sau của những vinh quang là sự trăn trở và không ít lo lắng cho việc tìm kiếm các cơ hội việc làm, ổn định cuộc sống sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Ý thức được trách nhiệm xã hội, thực hiện chủ trương của chính phủ trong việc định hướng nghề nghiệp và tạo điều kiện để các vận động viên thể thao có thể hòa nhập và tìm kiếm những cơ hội việc làm phù hợp sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, đóng góp cho thể thao nước nhà. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổng cục Thể dục Thể thao đã hợp tác xây dựng để triển khai tổ chức chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao. Với uy tín và đẳng cấp của một thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội, được nhiều tổ chức uy tín trên thế giới xếp hạng số 1 Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào là trường đại học năng động, luôn đón đầu xu hướng với các chương trình đào tạo mang đến nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Cử nhân quản trị kinh doanh cho các tài năng thể thao là chương trình mang tính đột phá và tiên phong, được xây dựng phát triển dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp để phù hợp với thời gian thi đấu và tập luyện. Bên cạnh sự nghiệp thể thao tỏa sáng, chương trình cử nhân quản trị kinh doanh sẽ mang đến cho các vận động viên nền tảng kiến thức, kỹ năng, bài học thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và kinh doanh thể thao để các vận động viên mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp cá nhân trong tương lai. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh được cấp bằng chính quy, được xây dựng đặc thù riêng biệt cho lĩnh vực thể thao trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế dành cho các vận động viên thể thao, trang bị nền tảng kiến thức trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, truyền thông, tổ chức sự kiện, quản trị thương hiệu, marketing thể thao, quản lý đầu tư, dự án, nhân sự. Qua từng môn học, vận động viên có thể ứng dụng các bài học thực tiễn để có thể xây dựng và quản lý bản quyền hình ảnh cá nhân, phát triển thương hiệu gắn thể thao với tri thức, xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh, ứng dụng công cụ hỗ trợ quảng cáo trong kinh doanh, quản lý dòng tiền cá nhân. Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên và chuyên gia vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Trong suốt quá trình học tập, vận động viên sẽ có được sự hỗ trợ của đội ngũ cố vấn để hợp lý thời gian, phương pháp học tập, đồng hành trong quá trình phát triển sự nghiệp quản lý, kinh doanh trong tương lai. Song hành với các hoạt động quốc tế hóa rộng rãi của trường, các vận động viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế, mở rộng tầm nhìn và phát triển hình ảnh cá nhân. Trong và sau quá trình học tập, vận động viên có thể nhận được sự giới thiệu đặc biệt về cơ hội hợp tác, vị trí công việc phù hợp từ hệ thống đối tác uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội là các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp như FLC, Sen Group, Sun Group, BIDV, Vietnam Airlines. Thời gian học tập được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch trình tập luyện và thi đấu. Địa điểm học tập tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giúp các vận động viên dễ dàng theo học. Hãy cùng tạo dựng một tương lai vững chắc với các cơ hội việc làm. Khởi nghiệp kinh doanh, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp. Chuyên viên quản lý tổ chức các sự kiện trong lĩnh vực thể thao. Chuyên viên quản lý các khu thể thao giải trí. Quản lý câu lạc bộ thể thao cho tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các trường đại học, các trường quốc tế. Các công việc truyền thông trong lĩnh vực thể thao như MC, biên tập viên thể thao, bình luận viên thể thao, marketing. Củng cố nền tảng kiến thức quản trị về nhân sự, tài chính vững chắc khi đảm nhiệm công việc huấn luyện viên thể thao tại các đội tuyển chuyên nghiệp. Ươm mầm các tài năng thể thao là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia. Nhưng bên cạnh đó, xây dựng nền tảng cho một tương lai bền vững cũng là một trong những yêu cầu thiết yếu đối với mỗi vận động viên. Cử nhân quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao là một chương trình đặc biệt và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội chào đón các vận động viên trở thành tân sinh viên của trường. Chúng ta sẽ cùng đồng hành để có sự nghiệp tỏa sáng, tương lai vững bền.